Chào tất cả anh em đến với kênh Vinamin. Thì như trong video lần trước mình đã thông báo đến anh em một cái tin, đó là ở trên Google Play thì con đã có thông báo cho một số bạn mà đã đăng ký trước thì sẽ trở thành tester của tựa game Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến. Nhưng mà rất tiếc thì sau đó nhà phát hành game họ cũng đã thông báo lại đây là một cái lỗi bên hệ thống, có thể là họ mở cho nội bộ nhưng mà nó lại thông báo trên Google Play, làm cho một số game thủ bị nhầm lẫn, và trong đó là cũng có mình nên mình không biết, mình nên thông báo cho anh em. Nhưng mà thật sự là nó có cái chữ cài đặt, khi bấm vào cài đặt thì lại không cài đặt được, đó chính là cái lỗi. Mới đây thì ngày hôm nay thì mình có phát hiện bên server nước ngoài á, nó đã có một số lượt tải được từ game này nha anh em. Chính vì đây là một dấu hiệu cho nên hôm nay mình sau lên đưa lên cho anh em cùng xem thử, để mà anh em không có thắc mắc cũng như không có nghi vấn về việc tựa game này sẽ ra trong 2020 hay là năm sau mới ra. Thì đây là một cái dấu hiệu mà tựa game này sắp ra. Ok, chúng ta cùng xem có gì mới nha. Ok, như đây trên anh em đang thấy chính là cái giao diện Google Play của server Việt Nam nha anh em. Đây mình đã tìm tốc chiến. Bây giờ mình sẽ xem Việt Nam nó sẽ khác như thế nào với lại server Indo nha. Đây mình đã đăng ký trước. Trong phần thông tin thì nó đã cập nhật vào năm 2019 và 11 tháng 10. Thì ở Việt Nam chưa có gì thay đổi và cũng không có ai tải được cái phiên bản này. Cho nên hiện tại thì ở Việt Nam chưa có một cái sự thay đổi nào nha anh em. Đây đã đăng ký trước. Và cũng chưa có một cái bản cập nhật nào mà đụng chạm đến Việt Nam cả. Tiếp theo đây là cái server bên Indo, mình đã phát IP vào qua bên Indo để xem bên này nó có gì mới, có gì khác so với phiên bản Việt Nam mình. Ok, thì giao diện đầu của nó cũng như vậy thôi, nó cũng giống như Việt Nam nhưng mà nó sẽ có một chút khác, đó là cái bản cập nhật mình sẽ kéo xuống cho anh em xem. Đây thì nó ghi để cập nhật vào ngày 6 tháng 5 năm 2020, có nghĩa là mới đây thôi. Và lượt cài đặt, đặc biệt là lượt cài đặt, nó có thêm 5 lượt cài đặt nha anh em. Đó, cái đây là cái điểm mà mình muốn nói cho anh em biết là lần này là cái lần nó sẽ khác lần trước. Lần này là có người cài đặt, và lần trước thì chỉ có mới một người cài đặt, và lần này là có 5 lượt cài đặt, chứng tỏ là có thể nói 5 người thì có nghĩa là 5 slot. Thì theo mình nghĩ có thể là ở trong cái nội bộ của tựa game này là nhà phát hành á, họ đã thử tải lên và thử vào trong Google Play mở cái beta này ra để mà tải thử xem nó có đã được hay chưa, có tải về chơi được hay không. Và họ thử test ở trên cái Simoric hay là gì đó trên bản đồ, thì bao gồm 5 người, thì 5 người này có thể là 5 thành viên của bên nhà phát hành Riot Games của Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến, và 5 người bên kia có thể là 5 con boss. Khả năng cao là 5 người này họ đã vào đây để họ test cái phiên bản này và họ xem trước thử nó có ổn định hay chưa trước khi mà họ mở beta ra trên toàn thế giới. Thì họ sẽ thử ở một cái khu vực nào đó, cụ thể là ở đây là Indo nha anh em. Đó, thì mình đã 5 lượt cài đặt này là chắc chắn là đã có người cài chứ không phải đơn giản là như lần trước là nhầm lẫn nữa. Đó, và đây cũng là một trong những cái nguyên nhân ở lần trước nó bị lỗi đó anh em. Ok, thì mình cập nhật đến anh em như vậy. Còn anh em nào mà đã lần trước có được cái thư mà mời làm tester thì anh em cứ nhận đi, rồi anh em cứ để đó, từ từ mình đợi đến cái ngày mà nó ra thật thì mình chơi thôi, không có vấn đề gì hết nha anh em. Ok, video của mình đến đây thì cũng kết thúc. Anh em nào quan tâm đến tốc chiến và đấu trường chân lý mobile có thể kích vào follow và theo dõi vào cái fanpage cũng như là cái group mình để link ở phía bên dưới phần mô tả. Còn anh em nào mà muốn cập nhật những tin tức sớm nhất từ tốc chiến cũng như đấu trường chân lý mobile thì có thể like ủng hộ mình cũng như là đăng ký kênh để mà cập nhật những tin tức mới nhất nha anh em. Ok, cảm ơn và tạm biệt anh em.